Có thể thấy rằng, tính đến thời điểm hiện tại, chuyến xuất ngoại đến Pháp lần này của Quang Hải có thể nói là thuận buồm xuôi gió hơn bao giờ hết. Anh dễ dàng vượt qua những bài kiểm tra y tế của bóng đá châu Âu. Tiếp đến, anh ghi điểm trong mắt huấn luyện viên và các đồng đội tại Pro FC bằng thái độ tập luyện chuyên nghiệp, cũng như có những màn trình diễn đáng mong chờ cho các trận đấu tập của Pro FC. Nhiều cầu thủ tại đội bóng hạng 2 nước Pháp này cũng đã không ngần ngại khen ngợi cựu tiền vệ của Hà Nội FC và cũng bày tỏ kỳ vọng rất lớn vào anh. Nói đi cũng phải nói lại, bên cạnh những lời khen dành cho Quang Hải, không ít những cầu thủ tại Pro FC đã bày tỏ sự quyết tâm. Họ muốn vượt mặt số 19 của tuyển Việt Nam để có thể chắc chắn một suất đá chính tại đây. Đây là điều đã vô hình tạo nên sức ép cực lớn cho Quang Hải, buộc anh phải càng nỗ lực hơn để cạnh tranh sòng phẳng với những cầu thủ, đặc biệt phải nhắc tới cái tên Harry Sivert, người sẽ cạnh tranh vị trí trực tiếp với Quang Hải. Về hôm nay, hãy cùng bình luận viên Mai Anh Tài tìm hiểu xem liệu những cầu thủ tại Pro FC đang khen ngợi Quang Hải như thế nào, và cũng để xem thử Harry Sivert là ai và Quang Hải có cơ hội nào để cạnh tranh với anh ta không nhé. Và trước khi bắt đầu video, các bạn nhớ để lại một like và một subscribe channel bình luận viên Mai Anh Tài nhé. Hy vọng các bạn có thể tiếp tục đồng hành cùng mình để chúng ta có thể hướng tới 100k sub nhanh nhất có thể nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Điều đầu tiên chúng ta hãy đi tìm hiểu xem những người đồng đội của Nguyễn Quang Hải đang khen ngợi anh điều gì. Theo chia sẻ của anh Nguyễn Sĩ Tuân, một cổ động viên Việt Nam từng theo bước chân của Quang Hải tại Pháp, sự cạnh tranh của câu lạc bộ Pro FC đang rất khốc liệt bởi mùa giải này khi còn tới 11 tân binh. Đặc biệt là sau khi Quang Hải có màn trình diễn ấn tượng ngày ra mắt Pau trong trận thắng đội bóng nghiệp dư Lens, nhiều cầu thủ của Pro FC đã dành lời khen ngợi cho Hải con cũng như bày tỏ quyết tâm vượt qua ngôi sao đến từ Việt Nam. Anh Sĩ Tuân cho biết: "Mình có duyên được gặp và nói chuyện với bố của trung vệ số 25, Paul Maliande của Pro FC tại Dax. Ông có 3 người con thành đạt, một người con cả là nhạc công, 2 anh em sinh đôi của Paul, một người chơi bóng bầu dục chuyên nghiệp, một người chơi bóng đá chuyên nghiệp. Paul đã phát triển rất nhanh tại Pro FC và hiện tại là một trong những trụ cột của đội bóng. Anh có tâm sự với bố rằng Quang Hải là người có kỹ thuật điêu luyện nhưng sống khép kín. Tuy nhiên, những màn trình diễn ấn tượng gần đây của Quang Hải đã để lại ấn tượng rất lớn. Cầu thủ này khẳng định đang cố gắng để đạt được ngang trình độ hoặc vượt mặt Quang Hải để có thể chắc suất đá chính trong đội hình của Pro FC." À, bên lề một chút, anh Nguyễn Sĩ Tân là Việt Kiều đang sinh sống tại thành phố Pro FC và hiện tại anh ấy cũng đang có một kênh YouTube riêng để đem đến rất nhiều hình ảnh và những thước phim vô cùng quý giá về Quang Hải của chúng ta. Các bạn có thể truy cập channel YouTube của anh ấy để xem những clip về Quang Hải nha. Đường link mình đã để ở phần mô tả cho mọi người. Quay trở lại với những thông tin của anh Sĩ Tuân cho biết thì có thể thấy rằng những lời khen mà đồng đội này dành cho Quang Hải hoàn toàn rất phù hợp, vì có thể thấy rằng trong những buổi tập gần đây của Quang Hải, anh dần tỏ ra thích nghi rất tốt, cũng như là thái độ tập luyện cực kỳ chuyên nghiệp. Quang Hải cũng đã cho thấy sự nỗ lực của mình trong các buổi tập, đá giao hữu và cả sinh hoạt hàng ngày cùng câu lạc bộ. Tuy nhiên, Quang Hải cũng cần nhanh chóng giao tiếp được bằng tiếng Pháp để có thể trao đổi dễ dàng hơn với các cầu thủ và ban huấn luyện tại đây. Và việc học tiếng Pháp cũng cần nhiều thời gian để có được. Đó có thể là lý do mà tiền vệ áo số 19 được đánh giá là khép kín theo lời của các cầu thủ Pro FC. Ngoài ra, cũng theo người hâm mộ này chia sẻ, thì da của Quang Hải đã sẫm lại chỉ 10 ngày sau khi tập luyện tại Pháp. Có lẽ việc tập luyện dưới thời tiết nắng nóng khiến cựu cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội đen hơn khá nhiều. Tuy nhiên, đây là dấu hiệu đáng mừng chứ không phải là đáng lo. Vì dẫu sao, Quang Hải hiện giờ đã rắn giỏi và cứng cáp hơn so với thời điểm mới đến Pro hồi cuối tháng 6. Những nỗ lực và sự bền bỉ của Quang Hải đã được đền đáp xứng đáng trên sân tập, cũng như các trận đấu giao hữu đầu tiên của Pro FC. Tại sân tập thì Quang Hải có một kiến tạo và 2 bàn thắng. Trong các trận đấu giao hữu của Pro FC với đội bóng nghiệp dư Selection Lens, Quang Hải đã để lại nhiều dấu ấn hơn với một pha cứ lọc đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-0 cho Pro FC. Có thể nói rằng Quang Hải đã có sự khởi đầu ấn tượng ở Pro FC. Sau hơn chục ngày tập luyện của đội bóng mới, tiền vệ áo số 19 đã cho thấy những nỗ lực tuyệt vời nhằm thích nghi với đồng đội và giáo án tập luyện ở Pau. Bên cạnh đó, Quang Hải cũng tự mình tập luyện thêm để hy vọng có một thể trạng tốt nhất. Tuy nhiên, nếu Quang Hải thực sự muốn chiếm một suất đá chính tại câu lạc bộ này thì anh còn phải cố gắng nhiều hơn thế nữa, hoặc thậm chí là cố gắng hết 200% năng lực của mình. Vì đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Quang Hải là một cái tên rất đáng gờm. Thậm chí người ta còn gán cho anh cái mác là thần đồng hụt của bóng đá Pháp cho cầu thủ này. Anh là Harry Sivert. Trong số những tân binh được Pro FC công bố trước thềm mùa giải 2022-2023, Sivert cũng là cái tên rất đáng chú ý. Tiền vệ này được xem là một trong những tài năng lớn của bóng đá Pháp vào cuối những năm 2000. Anh giành được vị trí đá chính trong màu áo của Girondin de Bordeaux nhưng không chứng tỏ được bản thân khi khoác áo Newcastle United trước khi phiêu bạt đi vài câu lạc bộ khác ở châu Âu. Pro FC công bố hợp đồng chính thức với Harry Sivert vào ngày 30 tháng 5 vừa qua. Năm 2007, Sivert ký hợp đồng chuyên nghiệp với Bordeaux khi mới 16 tuổi. Năm 17 tuổi thì tiền vệ này có trận đấu đầu tiên cho Bordeaux
Sky Sport nhận định rằng anh ấy có tốc độ không thua kém gì Nicolas Anelka hay Thierry Henry khi cùng lứa tuổi. Tất cả cho thấy rằng Servette nhận được sự kỳ vọng lớn lao và có tố chất để trở thành một cầu thủ lớn. Tuy nhiên những năm tiếp theo, Servette không phát triển nhanh như kỳ vọng. Mãi tới năm 22 tuổi, anh mới có được vị trí chính thức trong đội hình của Bordeaux. Năm 2013, Servette góp một bàn thắng ở trận chung kết Quốc gia Pháp để giúp Bordeaux vượt qua Evian với tỷ số 3-2 và giành chức vô địch. Những năm tiếp theo thì Henry Servette đá chính nhiều hơn trong đội hình của Bordeaux ở vị trí tiền đạo. Tuy nhiên tới năm 2016, cầu thủ này muốn tới Anh để tìm kiếm thử thách mới. Huấn luyện viên của Bordeaux khi đó là Willy Sagnon chấp nhận bán Servette cho Newcastle United với giá là 5 triệu bảng Anh. Nhưng tại Newcastle, Henry Servette không được trọng dụng. Trong 5 năm đầu quân cho đội bóng chủ sân St James Park, cầu thủ gốc Senegal chỉ đá 5 trận và ghi được vỏn vẹn một bàn thắng. Phần lớn thời gian, anh bị đem đi cho mượn tại các câu lạc bộ khác như là Saint-Étienne của Pháp, Sivasspor và Bursaspor của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong mùa giải cuối cùng khoác áo Newcastle, Servette không được ra sân trận nào và anh rời khỏi đội bóng nước Anh vào cuối tháng 6 năm 2021 và thất nghiệp cho tới khi được Pro FC đưa về để chuẩn bị cho Ligue 1 mùa giải 2022-2023. Trong những năm thi đấu tại Thổ Nhĩ Kỳ, Servette đã chuyển từ vị trí tiền đạo xuống vị trí tiền vệ trung tâm. Bởi vậy, cầu thủ này sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Quang Hải tại Pro FC. Lợi thế đầu tiên cũng là lợi thế lớn nhất của Henry Servette so với Quang Hải chính là việc anh đã gắn bó với môi trường bóng đá Pháp từ khi mới bắt đầu sự nghiệp. Tiền vệ này chuyển sang môi trường bóng đá khác khi anh 25 tuổi. Bởi vậy, dù đã lấy quốc tịch Senegal và trải qua 5 năm chinh chiến ở Anh và Thổ Nhĩ Kỳ, thì anh ấy cũng không xa lạ với ngôn ngữ và văn hóa Pháp. Thứ hai, Henry Servette có thể chơi ở nhiều vị trí hơn Quang Hải. Mặc dù đá sở trường là tiền vệ tấn công, nhưng Servette có thể chuyển sang đá tiền vệ cánh hoặc tiền đạo mũi nhọn nếu cần. Thậm chí trong mùa giải cuối cùng tại Newcastle, Servette còn chấp nhận đá tiền vệ phòng ngự khi tập luyện cùng đội dự bị. Dù anh biết rằng mình không có cơ hội ra sân ở đội 1. Lợi thế thứ ba của Servette chính là kinh nghiệm thi đấu ở môi trường khác nhau. Ở mùa giải 2022-2023 là lần đầu tiên Quang Hải chinh chiến ở một môi trường khác ngoài V-League. Thậm chí Pro FC mới là câu lạc bộ thứ hai của sự nghiệp Quang Hải. Trong khi đó, Servette đã thi đấu ở 3 quốc gia và khoác áo tổng cộng 7 đội bóng, bao gồm cả Pro FC. Có thể thấy rằng xét về yếu tố chuyên môn, Servette không có điểm gì thua kém Quang Hải cả. Tiền vệ gốc Senegal được đánh giá cao ở khía cạnh kỹ thuật cá nhân, thậm chí khả năng đá phạt của cầu thủ này cũng rất đáng nể. Bằng chứng là cú đá phạt vào lưới West Ham năm 2017 khi anh còn đá khoác áo Newcastle United. Bởi vậy, lợi thế duy nhất của Quang Hải so sánh với Henry Servette chỉ là tuổi tác. Năm nay cầu thủ người Senegal đã 31 tuổi, chưa kể 2 năm chưa được thi đấu chính thức trận nào nên sức mạnh và tốc độ của anh sẽ bị suy giảm. Tuy vậy thì danh tiếng, đẳng cấp cùng thái độ tập luyện chuyên nghiệp có thể giúp Servette được huấn luyện viên Didier Tholot đánh giá cao khi chọn đội hình ra sân trong những trận đấu đầu tiên của mùa giải 2022-2023. Tóm lại thì nếu Quang Hải muốn giành một suất đá chính ở Pro FC thì Henry Servette chính là thử thách đầu tiên mà anh phải vượt qua. Bên cạnh đó thì khác biệt về văn hóa, lối sống với môi trường tập luyện chính là những rào cản lớn nhất mà Quang Hải cần phải vượt qua khi ra nước ngoài chơi bóng. Đây như là những điều mà Quang Hải cần được bổ sung, trau dồi kỹ lưỡng trước khi sang Pháp. Vì thế anh đã giành được nhiều lời khen từ đồng đội. Màn trình diễn ấn tượng vừa qua hy vọng sẽ là bước đệm để tiền vệ sinh năm 1997 tự tin hơn cho trận lượt sắp tới, đặc biệt là tự tin hơn cho mục tiêu giành suất đá chính của chính mình. Và đó là tất cả những gì có trong video clip ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ để lại một like và một subscribe trên channel huấn luyện viên Mai Anh Tài nha. Đó là nguồn động lực để tụi mình có thể ra tiếp những video chất lượng hơn nữa trong tương lai. Và hy vọng các bạn có thể tiếp tục đồng hành cùng mình để chúng ta có thể hướng tới 100k sub nhanh nhất có thể nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.